Ok và xin chào 500 anh em đã quay trở lại với tựa game tập kích. Và hôm nay thì mình sẽ cái gì nhỉ? Gọi là hôm nay thì mình sẽ cho anh em xem qua cái chỉ số của những cây súng tuần này. Hôm nay sẽ là một cái clip nó khá là khác biệt từ trước đến giờ của mình. Đó là cho anh em xem qua chỉ số cây súng và cùng đánh giá và nhận xét cây súng này có nên sở hữu hay là không. Thì sự kiện tuần này thì có trong cái mốc nạp tích lũy thì có xuất hiện một số những cây súng mới. Đó là trong cái mốc nạp 300 kim cương thì sẽ được cây Lightning AKM. Rồi còn mốc nạp nào nữa mà nhận được súng mới không nhỉ? Rồi hình như hết rồi, có mỗi cái này thôi. Ok thì sự kiện tuần này chúng ta sẽ đánh giá qua cái cây súng Lightning AKM này. Vậy là nó thuộc dòng Rifle đúng không? Rifle đây. Đâu nhỉ? Đây Lightning AKM đây, cái định mệnh. Sao mình vừa nhìn cây này sao mình thấy ngoại hình nó giống cây gì ta? Đây cây nào nhỉ? Thật sự rất là giống luôn. Đây đây cây MP5K anh em ạ. Tại sao dòng Rai mà giống dòng SMG vậy? Anh em để ý này. Đó thấy không? Nhưng mà cái cây này nó gầy hơn một chút thôi. Thì đánh giá qua chỉ số cây này thì sát hại nó 32. Một xạ tốc thì 87 này. Ổn định 76, xạ trình 110. Đây hiện tại mới level 7 thôi và cường hóa không cần mảnh nha anh em. Đó. Thì cây súng này thì nó dòng AK mà cho nên là đêm nó cao và xạ tốc nó chậm. Còn không biết là khi cầm trên tay và mang đi đấu danh thì không biết nó như nào. Tí nữa mình sẽ test boss cho anh em nha. Mình sẽ trang bị luôn này. Trang bị tí test boss luôn. Đây. Màu sắc chung là nó khá là bắt mắt. Khi trang bị gọi là màu trắng. Tiếp theo là sẽ là cây súng ICMSR. Mình vừa mới nhìn thấy lúc nãy. Không biết là cây này nó nằm trong cái mục nạp nào mà sao lại trong bất kỳ lại không có nhỉ? À quên, trong mục nạp tích lũy lại không có nhỉ? Nạp đủ 50 kim cương à? Không có anh em ạ, nạp đủ ngày thì sao? À vậy là trong thời gian sự kiện nạp đủ 5 ngày nhận ngay ICMSR level 7 vĩnh viễn luôn anh em ạ, vĩnh viễn nha. Nạp đủ 3 ngày nhận ngay đua MP7A1 level 4 luôn. Thì mình nghĩ chắc là cái mốc nạp này là cái mốc nạp bất kỳ thôi, có nghĩa là 5 ngày thì sẽ là 50k. Nhưng mà hình như hiện tại bây giờ thẻ 10k không nạp được hay sao ấy, cho nên là bắt buộc em phải mua thẻ 20 rồi. Khá là nhọ, khá là thốn rồi. Trong mục nạp bất kỳ thì được tặng Dead Knight và 4. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào trong mục bán đấu robot đi. Cắt qua một vài trận cho anh em thấy rõ được cái sức mạnh của cây súng mới update này. Đây, map huyền thoại hay test boss đây rồi. Và cây súng đầu tiên mình test đó là cây Lightning AKM. Cây súng trong mốc 300k. Chà, nhìn ngoại hình đẹp phết nhỉ. Được trang bị scope. Rồi cây này thì nó không bị lỗi scope, có nghĩa là khi bật scope nó sẽ ra cái tầm đỏ này mới chuẩn bài này. Rồi hiệu ứng nó khá là bắt mắt đấy. Thay đạn cũng khá là nhanh em ạ. Rồi hiệu ứng cực kỳ đẹp luôn. Đục này mạnh phết. Nhưng mà boss này nó không có giáp ấy, cho nên là đục nó mạnh là cũng đều hiển nhiên thôi. Còn khi mà gặp người thì nó sẽ yếu hơn. Rồi chung là cây AK, hình như là cây AK đầu tiên được trang bị scope nếu như mình nhớ không nhầm. Sợ giật vãi trường chứ. Rồi bây giờ mình sẽ test sang cây MSR. Thật sự thì cây MSR này nó cũng giống như cây MSR phiên bản trước của nó thôi. Nó khác, chắc là khác về tên gọi cũng như là ngoại hình. Đây ICMSR nhưng mà mình thấy nó phiên bản như màu gold ấy. Để xem nào. Chậm vãi. Y hệt như cây MSR Lava đúng rồi, MSR Lava. Ô. Để xem xuyên được hai thằng chết không nha. Cái định mệnh. Nó cứ lắc anh em ạ. Thôi được rồi. Nói chung là cây ICMSR này nó cũng tương tự như cây MSR Lava thôi, nó khác về ngoại hình cũng tên gọi. Bạn nào mà thích sưu tầm những cái cây súng đẹp thì các bạn có thể sở hữu. Rồi. Thì thực ra thì clip đó là một phần trong clip này. Và hôm nay ấy, thì mình sẽ sao nhỉ?
gọi là thực ra là mình được add khá là nhiều mảnh súng anh em ạ. Đây cho anh em xem này, mình được add tận 100 cái mảnh súng flash grenade, nó bé cho anh em nghe rõ. Đây đây, được nhiều mảnh súng vãi trời ra. Thực ra là mình add để mình nâng flash, nhưng mà không, mình sẽ phá, mình sẽ bán hết. Đâu nhỉ? À cần nhầm vào mục khác chứ, quên mất nãy giờ cứ kéo cái mục súng vãi trường thôi. Đây anh em thấy không? 101 phiếu flash grenade. Ghê chưa? Đấy, anh em vào mục cường hóa này. Sniper này, cường hóa này, đó. Thì nếu như mà nâng đấy thì nó sẽ có thể lên được sáng 2. À không, sáng 1 thôi, chắc được sáng 1 thôi anh em ạ, được sáng 1. Nhưng mà không, mình méo nâng. Mình sẽ bán. Mình sẽ phá. Phá mảnh luôn. Mình sẽ bán. Bán anh em ạ. Đâu rồi? Vào kho này, khác này. Bán luôn, không nghĩ ngợi nhiều. Bán hết này. Để xem cái 101 mảnh sẽ được bán được bao nhiêu nhá. Mình sẽ phá, mình bán luôn. Rồi, bán hết luôn anh em ạ. Để xem bao nhiêu được điểm cường hóa nào. Lên 12 triệu điểm cường hóa rồi. Trời, quá phê luôn. Cứ về mà bán thôi. Mình sẽ bán xong rồi có điểm cường hóa thì bây giờ nâng cây này lên lên 9 nhở. Hay là có nên nâng không ta, xem cây này. Cái này thì hiện tại cũng level 7 và nâng lên 9 thì cũng không mất mảnh. Chỉ mất điểm cường hóa mà thôi. 56.000 điểm cường hóa. Đua TMP thì sao? Đua MP7A1A. Bây giờ mình mới để ý, hiện tại thì đã xuất hiện thêm dòng súng đua SMG của dòng huyền thoại, đó là đua MP7 anh em ạ. Mình bây giờ mình quên mất cái này nó trong mục nạp bao nhiêu nhỉ? Trong mục nạp đua đâu nhỉ? Sao không có? Làm bốc 50 kim cương à? Không có anh em ạ. À đây đây, trong mốc nạp bất kỳ đủ ngày này, 3 ngày nhận được đua 1P7A1, còn 5 ngày được cây IC MSR mà mình vừa giới thiệu lúc nãy ấy. Đó, vĩnh viễn luôn nha. Đó, chung là event tuần này có tận 3 cây súng mới luôn. Cây này thì mình đã được mảnh rồi, hiện tại đã mới level 4 rồi. Không biết là khi nâng cây này lên level 9 thì ngoại hình của nó thay đổi, nó giống như là TMP, đua TMP hay là không. Thì anh em hãy chờ đợi những clip sau mình sẽ test nha. Ok, clip này thì mình cũng chém gió với lại xạo chó với anh em chơi thôi. Thực ra cũng chả có gì đâu. Thì rất mong em đã dành thời gian theo dõi cái clip này. Và nếu như thích clip này thì đừng quên để lại một like, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình trong những clip tiếp theo nha. Bye bye anh em.